Bây giờ chúng tôi có dành những phần quà đặc biệt dành cho bốn anh chị như là một sự ghi nhận và một món quà nhỏ. Hy vọng rằng là sau khi rời mái trường thì các anh chị sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần học tập cũng như là hoạt động của mình trong những công việc sắp tới. Và xin mời đại diện của ban tổ chức sẽ lên tặng hoa và quà, và xin mời cô Ánh Hồng sẽ lên tặng hoa và quà cho các sinh viên của các anh chị ạ.